Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính chùm Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan nắm tay nhau nhảy vực. Nguyễn Thành Phong là một con người dĩ hòa vi quý. Ông Phong từ Bến Tre lên thành phố muốn thiết lập vây cánh mới thì ông chọn cách làm như vậy chứ không phải là cách mạng mạnh tay. Cuối năm 2018, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thành Phong đã than thở: thanh tra khởi tố nhiều, làm cán bộ giảm năng động, chậm giải quyết hồ sơ hành chính. Ý ông là Trung ương ép xử lý nhiều thuộc hạ quá nên ai cũng sợ. Cũng vì chọn cách gây ảnh hưởng như thế mà phải trả giá. Được lòng phía này thì mất lòng ở phía kia. Những ngày qua, dư luận đồn cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật cảnh cáo vì ký đề xuất tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á. Và quả thật đây là cái cớ để Nguyễn Phú Trọng ra tay với Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Thủ Thiêm, khu công nghệ cao, dự án Safari, khu đất 8-12 Lê Duẩn, 246 Hai Bà Trưng để đập và hàng loạt quan chức đã rơi rụng, trong đó có Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, Trần Vĩnh Tuyến phải ngồi tù. Rồi những danh sách nối đuôi nhau và sắp tới rất có thể đương kim Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoan sẽ đến lượt. Theo một số nguồn tin cho biết, hiện nay ông Võ Văn Hoan và Nguyễn Thành Phong đang bị khui vụ án mới. Đó là vụ án dính đến sai phạm của công ty Thuận Việt. Võ Văn Hoan với Nguyễn Thành Phong là một cặp đôi ăn ý, cũng giống như Nguyễn Văn Đùa và Lê Thanh Hải trước đây. Lục lại sai phạm cũ, vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, Võ Văn Hoan đã ký quyết định giao 27.393 m2 đất tại phường Bình Khánh cho công ty Thuận Việt, là đất ở tại khu đô thị, thời hạn sử dụng 50 năm. Sau đó Thuận Việt đem nộp tiền sử dụng đất 700 tỷ đồng, tức là 26 triệu đồng trên mỗi mét vuông, cùng phường với lô đất của Tân Hoàn Minh đấu thầu là 2,4 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan. Đây được xem là hành động chạy tội cho Thuận Việt và xóa dấu vết sai phạm cho những quan chức thành phố liên quan tới sai phạm này. Trước đó, Thuận Việt là nhà thầu xây dựng chung cư tái định cư 1.330 căn hộ theo phương thức BT. Không biết bằng cách nào Thuận Việt thay đổi thiết kế nhà tái định cư thành nhà ở thương mại. Đến đầu năm 2018, khi chưa hoàn thành, Thuận Việt đã giao bán với giá 70 triệu đồng trên mét vuông theo phương thức trả góp. Vietinbank bảo lãnh cho vay, khách đặt cọc cầm hợp đồng đến Vietinbank, mới Thuận Việt không có cái gì để thế chấp cả. Vậy mà Thuận Việt vẫn lừa bán được 1.122 căn, có người nộp đến 90% giá trị vẫn không được giao nhà. Khi khách mua nhà, răng biểu ngữ khiếu kiện, Thuận Việt thanh minh rằng khi xây xong, thành phố không có tiền trả. Thuận Việt xin thành phố cho cấn trừ tiền xây dựng bằng 1.330 căn hộ tái định cư và xin chuyển dự án New City thành nhà ở thương mại. Bị áp lực khiếu kiện, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn là người bị dính sai phạm trong vụ án Lê Tấn Hùng, em của Lê Thanh Hải, cho thanh tra và xử phạt Thuận Việt vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 và đã trả lời báo chí rằng nguồn 1.330 căn của Thuận Việt nằm trong nguồn đất của Ban Quản lý Khu Đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, nhà nước chưa chi trả để mua lại quỹ nhà này. Do đó có thể khẳng định rằng dự án New City chưa đủ điều kiện để bán đấu giá. Ngoài ra, giá đất sẽ tính theo giá thị trường. Đây là hình ảnh Thuận Việt bán chui căn hộ. Đây sẽ là nơi chôn sự nghiệp của Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan. Việc làm này của Bí thư Trung ương quật lại rằng Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh lý hợp đồng đấu thầu đầu tư xây dựng dự án 1.330 căn hộ tại New City Thủ Thiêm khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về giao đất là không đúng quy định tại điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Về sai phạm của Thuận Việt, nếu khui ra thì ông Võ Văn Hoan sẽ bị và người chịu trách nhiệm cao nhất đó là ông Nguyễn Thành Phong. Cũng theo thông tin riêng của Thời báo thì Võ Văn Hoan sẽ kéo về theo luôn cả Nguyễn Thành Phong và cả hai sẽ cùng nhau dâng xuống vực. Nếu nhẹ thì tước hết mọi chức vụ bổng lộc về hưu non, nếu nặng thì được khoác lên mình chiếc áo của Juventus nổi tiếng vào nhà tù làm bạn với Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc ra oai phế bỏ đứa con tinh thần của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng hình ảnh một đời trong sạch cuối cùng, danh tiếng của ông cũng bị vấy bẩn. Có thể nói ông Trọng hiện nay không cần tiền vì dù sao ông cũng gần đất xa trời, thì tiền với ông chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Để cho thuộc hạ cung phụng ông cũng là quá đủ. Nhu cầu của Nguyễn Phú Trọng ở tầm cao hơn phần còn lại những người đảng viên trong đảng của ông. Trong đảng Việt Nam ai cũng tham tiền, nhưng ông thì chỉ ham danh. Ham đến mức tham quyền cố vị, không chịu ngả nhà chiếc ghế dù cho bệnh gần chết. Chức tước thì ông đã có ở vị trí tột đỉnh, không thể cao hơn được nữa. Giờ này ông chỉ cần hai cái. Cái thứ nhất là thành tích diệt tham nhũng, danh thứ nhì là ông cần là danh hiệu trong sạch. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Diệt tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng xem như là thành tích khá nhất trong các quan chức của Đảng Cộng sản. Nhưng đang trong sạch của ông đang bị vấy bẩn vì chữ ký đầy ô nhục vào tấm huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Và giới với bốc huân chương này, công ty đã quảng cáo và kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi ông Phạm Minh Chính đệ tờ trình số 506 lên cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thì vào ngày 23 tháng 6, ông Phúc đã ký quyết định số 715 về việc hủy bỏ quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Sau khi Việt Á nổ tung, có đến 70 quan chức từ trung ương đến địa phương đã bị khởi tố, trong đó có ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam. Thì khi đó tấm huân chương lao động hạng 3 lại trở thành điều đáng xấu hổ đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay ông Trọng đang cho truy ai đã đề xuất cho ông Trọng ký tấm huân chương này. Người đó không ai khác chính là Nguyễn Thành Phong. Vào tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Thành Phong nhanh nhẩu đề xuất công ty Việt Á được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong, người đã đề xuất cho Việt Á được tặng huân chương. Nếu truy ra những người liên quan đến tấm huân chương đầy ô nhục này thì phải truy từ trên xuống dưới. Nguyễn Thành Phong đề xuất thì tất nhiên ông này phải đền tội. Tiếp theo là trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Cơ quan này đã không kiểm tra kỹ mà đưa lên cho Nguyễn Phú Trọng để ký. Có vẻ như người đứng đầu ban thi đua khen thưởng Trung ương là con cưng của ông Trọng thì phải. Ông Trọng ký bao nhiêu huân chương không ai nhớ hết. Người dân Việt Nam chỉ nhớ nhất là tấm huân chương mà ông đã ký tặng cho công ty Việt Á. Có người nói mỉa mai rằng tấm huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á là đứa con tinh thần của ông Nguyễn Phú Trọng. Quả thật đứa con tinh thần này trông rất xấu xí và đáng xấu hổ. Thực ra ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 715 về việc hủy bỏ quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Chỉ là hình thức, dù có hủy thì ai cũng biết chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ký vào tấm huân chương đấy rồi, không cách nào gột rửa cho được. Đây là hình ảnh đứa con tinh thần của ông Trọng bị ông Phúc phế đi. Ký xong thì thu hồi, tuy nhiên rằng huân chương thì vẫn còn trên mạng, nó vẫn còn tồn tại với thời gian, xóa làm sao cho được. Chỉ cần đánh từ khóa trên mạng Google thì huân chương đó lại xuất hiện cho mọi người cùng thấy. Thực ra nói ông Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định phế bỏ đứa con tinh thần cho oai, chứ thực chất công việc của một ông chủ tịch nước chỉ là ký tá huân chương rồi tiếp khách quốc tế có tính chất lễ nghi. Chiếc ghế của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vốn là hữu danh vô thực. Với việc để vợ dính vào tai tiếng vụ Việt Á thì e rằng sự nghiệp chính trị của ông Phúc chỉ kéo dài lâu lắm là hơn 2 năm nữa sẽ hết nhiệm kỳ về hưu và chấm dứt. Và nếu không khéo, ông có thể về hưu sớm không chừng.